về cũng đi kiếm cả cái gỗ đồ quý á, về để mưu sinh, cũng phá chặt đụng phá rừng. Hồi xưa mình phá nhiều quá, bên đây mình phải bù đắp cho nó. Con người sống phải có thiên nhiên. Dấu vết của một tuổi trẻ ngang dọc vẫn còn lưu lại trên người ông Nguyễn Văn Hoàn. Chúng nhắc nhở về thời thanh niên ngỗ nghịch, đánh nhau với trai làng. Những ngày vất vả làm công nhân làm đường ở Phong Nha. Hay thậm chí cả những ngày xa chân tù tội. Thanh niên tôi cũng nghịch lắm, nghịch ở chỗ này này, hay vật nhau và cũng hay đánh nhau. Nói thực tình mà nói, hồi thanh niên tôi cũng phải là cái dạng vừa, hay vật nhau đi học mà tôi vật trong làng này là vật này ít người thắng lắm. Cũng như đa phần thanh niên lớn lên ở vùng rừng núi phía tây Quảng Bình này, ông đi rừng để mưu sinh. Tức là đi vào rừng để kéo gỗ, hay người vùng này còn gọi là đi mun. Hồi đó vì lâm trường chưa có này, vườn quốc gia Phong Nha chưa thành lập này, thì phải này, gỗ rừng thì gỗ nhiều. Ví dụ gò, tới lim, những cái loài gỗ quý đấy, làm để kéo. Sau đó lâm trường là thành lập xong là mở đường, cho xe reo lên khai thác. Thì mình đi theo xe reo là cho họ ít con gà hay là cái chứ đó là xong chở gỗ về lâm nha làm được một cái. Nhưng dân ở đây tôi như đá số nữa, chuyển khoảng đồ được 400.000 một chuyển mà khoảng 3 ngày. Nói chung hồi đó thì cái gì nó cũng rẻ, 1.000 thì đóng được 8 lồng gạo. Năm 1993, khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha được thành lập. Mọi hoạt động khai thác gỗ và săn bắn trong rừng Phong Nha đều trở thành bất hợp pháp. Việc đi mùn ngày càng khó khăn hơn. Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha trở thành vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vào năm 2001 và được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên vào năm 2003. Lực lượng kiểm lâm càng siết chặt hơn công tác bảo vệ rừng. Giờ vợ chồng mới ở riêng ra, hai đứa bé, con bé này, hai vợ chồng khổ lắm. Ở cái nhà tránh đi. Vẫn có gỗ nhưng mà xa đi, làm ở vùng Minh Hóa. Quanh vùng, thanh niên làng vẫn đi kéo gỗ, sống nhờ vào rừng. Ông Hoàn loay hoay tìm kế sinh nhai để nuôi sống vợ con. Cho đến một ngày, cán bộ vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đến tìm ông. Ông lại tiếp tục đi rừng, nhưng theo một cách khác. Họ bảo nói là anh này có thể đi với đoàn, đem đoàn đi khảo sát một tuần hoặc là 10 ngày được không? Mình bảo thì ai rừng thì nói chung đường mô tôi cũng biết. Thì ứng đi chỗ nào thì tôi đem đi. Thì mình dẫn họ đi thôi. Đi ra các đoàn thế đấy là đông lắm. Về đấy nói chung là ở Liên Xô, ở Mỹ, Đức rồi là ở chỗ nào về đấy là về đấy nhiều khi là chỉ nấu ăn cho các đoàn nó ăn thế. Là ở trong gia đấy thì cứ đi rừng đó. Những đoàn đi rừng trong câu chuyện của vợ chồng ông Hoàn chính là những đoàn nhà nghiên cứu, khảo sát vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trong và ngoài nước. Việc dẫn đoàn đã giúp ông có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình. Những ngày đầu, ông đến với công việc này vì tiền. Nhưng sau hơn 20 năm với hàng chục chuyến khảo sát, ông gắn bó với nghề bởi tình yêu. Chính từ những chuyến đi này, nhiều giá trị ngoại hạng về sự phong phú, đa dạng của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã được phát hiện, khiến ngay cả những người dân bản địa như ông cũng phải bất ngờ về vẻ đẹp của thiên nhiên nơi mảnh đất quê hương. Có một chuyến mà đi bò sát ấy, ở vườn quốc gia này là được phát hiện ra 14 loài mới. Trong đó, ông Hoan cũng phát hiện ra được 7 loài.
rất rất có giá trị đối với vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, nâng lên mấy trăm loài, loài mới cho vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình này. Thì mình cảm thấy đó là một cái hạnh phúc. Mình làm được cái gì mà có công với vườn thì mình cảm thấy là rất là thoải mái. Khi ông Hoàn đưa đoàn các nhà khoa học đi khảo sát, thì vẫn có những người dân địa phương sống dựa vào những thần gỗ trong rừng. Anh Nguyễn Văn Toan là một trong số đó. Bọn mình thường thường là đi rừng là thường họ thuê quá khúc gỗ trặc á, với là gỗ mún, rong 40 phân, dài 2 mét. Tùy theo cái chất lượng gỗ nặng hay nhẹ đó. Mình sẽ lương theo kg, làm chẳng phải 10 năm, khổ nhất đi rừng thì khổ nhất rồi. Treo đèo lội suối rồi. Có khi trời mưa rồi là mình thu gom đi ở trong rừng thì có chuột mối ăn thì nhiều khi phải nhìn đói, vất vả. Mình phải trốn kiếm lấm chứ, mình phải cắt đường, nếu đường này bị lộ thì mình sẽ cắt đường khác để tránh kiếm lấm, kiếm lấm bắt thì mình sẽ mất hàng. Mất hàng thì sẽ về ông chủ sẽ trả tiền cho mình. Mình bị kiếm lấm bắt nhiều ấy, khoảng 6-7 lần. Có một lần đi Huế vụ sứa, đi 4 anh em thôi. Một người khoảng được 5-60 kg thì đã bị kiếm lấm phục bắt. Đi rừng thì đi khoảng thời gian lâu hơn, ví dụ như đi 1 tháng, 2 tháng, có khi cả 3 tháng. Trước đó thì khi lúc anh đi rừng thì cũng không liên lạc được và cũng không biết được thời gian mà anh về. Ở nhà thì mình cũng lo lắng sốt ruột và chờ về. Nỗi bất an của chị chấm dứt khi chồng tìm được một công việc khác và vẫn sử dụng được những hiểu biết về rừng. Năm 2001, rừng Phong Nha trở thành vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên vào năm 2003. Du lịch bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn ở đây. Anh Toan trở thành một trong những người hoạt động trong lĩnh vực đó. Mình là đầu bếp của Hằng Vá. Hiện tại mình làm hàng vá được 9 năm rồi. Có mấy năm trước là mình làm porter. Mấy năm vừa rồi đây là mình mới làm đầu bếp thôi, mình làm việc 5 năm. Sau này bên hàng vá thiếu đầu bếp đó, thì mình có niềm đam mê đầu bếp rồi mình xin vào làm. Thì rồi mình được làm đầu bếp. Trong rừng thì có bếp gá, chứ không dùng cây rừng đó. Bên bếp thì sẽ có bình chữa cháy, đảm bảo an toàn, và cũng có bắt buộc của vườn. Không chỉ cẩn trọng trong việc giữ vệ sinh, đảm bảo an toàn cháy nổ, giữ gìn môi trường, anh Toan và nhiều đồng nghiệp của mình giờ đây trân trọng từng cành cây, ngọn cỏ trong rừng. Những tác động tới hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên đều được hạn chế nhất có thể. Một điều hoàn toàn trái ngược với những chuyến đi rừng gần 10 năm trước. Trước đây rất lâu khi mình chưa vào làm Mosalic thì nhìn thấy con thú và cái cây là mình đánh giá kinh tế. Mình đánh giá con này được khoảng 5 cân hoặc là 7 cân hoặc là cái cây kia được khoảng 5 triệu, 10 triệu. Nhưng mà bây giờ thì mình khác. Từ lúc vào làm Mosalic là mình nhìn thấy mình làm sao để giữ cho nó được tồn tại và nó sinh sôi. Cái cây ấy nó phải giữ vững như thế để cho khách đi qua người ta nhìn thấy cái cây này nó lớn, nó lâu này, đúng không? Rồi con khỉ kia nó có thể sinh đàn, sinh đống này, nó đi lại để mình còn thấy nó. Thứ nhất là cái thiên nhiên được bảo tồn. Thứ hai là mình sẽ có những cái câu chuyện để kể với khách và để người ta thấy được cái đa dạng động vật học ở trong cái khu vực mà họ đang tận hưởng, họ đang đi để khám phá đấy. Đó, họ sẽ thấy được sự hoang sơ của núi rừng ở Quảng Bình mình. Tại công ty du lịch này, có khoảng 250 nhân viên từng là những người đi khai thác rừng trái phép. Giờ đây, họ làm nhiều vị trí công việc như hướng dẫn viên du lịch tập sự, vận chuyển, trợ lý an toàn, đầu bếp. Trái với những hoài nghi về việc nối giáo cho giặc, việc tuyển dụng các cựu lâm tặc lại có nhiều ưu thế mà những lao động khác không có được. Ưu thế của những người dân địa phương trước đây họ là lâm tặc là họ có các kỹ năng sinh tồn, kỹ năng đi rừng, đi núi và các cái hệ thống hang động. Nên là lợi thế của họ rất là lớn so với các cái nguồn nhân lực mà mình sẽ tuyển chọn từ bên ngoài. Và cái thứ hai là cái lợi thế là họ là người dân địa phương nên họ sẽ
sẽ gắn bó với mình lâu dài hơn, và họ sẽ chung tay với công ty để họ để trong cái công tác bảo tồn để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ví dụ khi mà đi á thì họ là người dân địa phương rồi, nên họ am hiểu các cái hệ thống, các cái hệ động thực vật ở trong tour này. Họ có thể là giới thiệu cho khách ở đây là cái cây gì. Cái này khoảng bao lâu bây giờ? Đây là hàng trăm năm đấy. 150. Ở đây có những cái dấu chân của con gì rồi. Rồi là đi những cái địa hình này thì phải đi như thế nào cho đảm bảo an toàn. Bởi vì địa hình ở đây là thường là địa hình núi đá vôi, nó khác ở tất cả các cái chỗ khác, nên là cái cách mà đi khi mà lên dốc xuống dốc hay là khi để đảm bảo an toàn thì họ am hiểu và họ sẽ hỗ trợ cho khách trong cái đó. Mình chỉ cảm thấy là những cái anh mà làm việc ở đây, anh cực kỳ chân chất, mà anh cực kỳ mà thân thiện, nghĩa là từ những cái chuyện rất là nhỏ thôi mà mình leo núi dốc đứng như vậy mà mình leo không nổi là bắt đầu mình cứ đứng im chỗ, là tự động có cái anh nào đó đi lại là quạt cho mình. Mình cảm thấy là cực kỳ thấy thương, cực kỳ cảm thấy là thế là người dân của mình yêu thương, hay là nhà cảm thấy rất là hay những cái chuyện nhỏ nhặt như đó. Mình cảm thấy rất là yêu cái người Việt Nam của mình. They seem so natural, like for... Các nhân viên của tour du lịch đều rất thuần thục. Có những lúc tôi gặp khó khăn, vậy mà họ đi qua một cách rất dễ dàng. Họ cũng rất hiểu biết, bất cứ thắc mắc nào của du khách về các loài động vật hay sự kiến tạo của các hang động, họ đều giải đáp một cách chi tiết. Họ có kiến thức sâu rộng về cảnh quan của vùng đất này. Chúng tôi vô cùng ấn tượng. Các nhân viên của tour du lịch đều chuyên nghiệp và rất nhiệt tình. Chuyến đi này đã vượt trên mọi mong đợi của tôi. Nhận thức của họ chuyển biến từng ngày. Ban đầu là kiếm tạm một công việc để có thêm thu nhập. Qua quá trình làm việc, tham gia những khóa tập huấn của công ty, tiếp xúc với du khách, họ nhận ra nguyên nhân sâu xa của những trận thiên tai mà quê hương mình từng phải gánh chịu. Từ năm 2010 ấy, có một trận lũ lịch sử. Cái trận lũ ấy là nó kinh khủng lắm. Như này, nhà mình nổi lên và trôi ra ngoài suối ấy. Vâng, và may mắn là có một bụi tre rất cao và nó vướng vào đấy. Và sau khi nước xuống thì nó nằm ở ngoài bờ suối, và là bên chính quyền, bên quân đội người ta huy động rất nhiều bộ đội về giúp dân lúc ấy. Thì mới nhờ bộ đội tháo đưa vào và dựng lên lại. Bắt đầu là người dân họ thấy được cái hậu quả của việc chặt phá rừng á, là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái môi trường, mưa lớn và sinh ra những lồng rú thế, và người ta hiểu được cái tác hại của chặt phá rừng. Nhiều khi mấy anh em Potter ngồi lại với nhau mới nói chuyện, bảo là hồi xưa mình phá nhiều quá, bữa nay mình phải bù đắp cho nó. Bữa nay là có một số anh em họ mở các cái trang trại, họ trồng cây tái tạo rừng. Những người mà trước đây có khi có súng đạn thì người ta nộp hết, người ta không còn đi săn bắt và chặt cưa gỗ nữa, thể hiện một cái ý nghĩa tích cực của họ, là nhận thức của họ lên rất là cao rồi. Công ty tuyển chọn những cái người đó thì ngoài là cái hợp đồng lao động thì công ty và phía Potter cũng phải ký một cái bản gọi là bản quy chế, trong đó quy định các cái công việc, các cái hạng mục mà phải làm liên quan đến các cái yếu tố bảo tồn. Ngoài ra các cái tour của Ocelot thì luôn luôn có các cái cán bộ của vườn quốc gia là cũng đi theo để là giám sát nữa. Và ngoài ra thì giờ cái ý thức của họ là cũng đã thay đổi rất nhiều. Cái công việc này là mang lại cái nguồn thu nhập chính cho họ và nguồn thu nhập lâu dài. Và họ nhận thức được rằng là cái công việc mà là thu nhập từ rừng núi thì nó chỉ ngắn hạn thôi. Còn mình đấy là mình đang tạo cho họ có một cái nguồn, một cái kế sinh nhai lâu dài. Nên họ đã bỏ hoàn toàn ý nghĩ là thăn bắn hay là cái nghề mà trước đây họ đã từng làm. Tại thị trấn Phong Nha có rất nhiều công ty đang khai thác dịch vụ du lịch. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cũng chính là trái tim của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình. Mở cửa trở lại sau dịch COVID-19, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh miền Trung này đón nhận hơn 500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 8.000 người. Dự kiến trong năm 2022, số khách đến với địa phương lên đến 2 triệu lượt người. Du lịch phát triển cũng làm thay đổi bộ mặt của thị trấn miền núi khó khăn một thời. Di sản thiên nhiên thời Phong Nha - Kẻ Bàng á, ngoài giá trị trong vốn đời sống thì cái giá trị của cái di sản này đối với cái chuyển đổi cái ngành nghề và sinh kế cho bà con ở các xã vùng đệm là hết sức quý giá. Bà con trước đây có thể là săn bắn rồi bẫy bắt động vật hoang dã, rồi thì khai thác lâm thổ sản. Đời sống của bà con thì dựa vào rừng, nhưng mà bây giờ thì du lịch đã làm thay đổi cái cuộc sống của họ, và họ tham gia vào du lịch một cách rất là thành thạo, rất là chuyên nghiệp.
tạo ra cho hàng chục nghìn lao động làm dịch vụ du lịch, ví dụ như là nhà hàng, tour guide, làm tất cả các cái công tác khác. Và đặc biệt là bà con ở các xã vùng đệm cũng đã bắt đầu sản xuất các cái sản phẩm nông sản sạch, nông nghiệp sạch để phục vụ là du lịch. Giá trị di sản hiện tại nó đã tạo ra một sự thay đổi cơ bản về bộ mặt của nông thôn. Cứ khoảng một tháng, ông Hoàn lại chuẩn bị đồ đạc, thức ăn cho chuyến đi rừng dài ngày. Nhưng lần này không phải để dẫn đường cho các đoàn nghiên cứu, mà để thực hiện một nhiệm vụ khác. Tổ thành lập cỡ chục năm rồi, kiểm lâm là phải 4 người, mình 2 người nữa. Nói chung đi một chuyến 6 ngày. Tổ mà ông Hoàn nhắc tới là tổ bảo vệ rừng và nhóm bảo tồn thôn bản. Mô hình này được Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thực hiện từ năm 2015 nhằm thu hút sự tham gia của người dân trong công tác bảo vệ rừng. Không chỉ ông Hoàn, nhiều người dân trên địa bàn vùng đệm của Vườn Quốc gia cũng tự nguyện tham gia các hoạt động của tổ. Tham gia vào tổ bảo vệ rừng vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng đi hơn chục năm, bảo vệ tuần tra các cái ranh giới thì các cái có người dân vào vi phạm, các cái mọc cái điệp thì có bản đồ hướng dẫn được. Cái mục đích của tuần rừng là bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khỏi những cái vấn đề là gọi là đánh bẫy này, săn bắt động vật và lấy phong lá đấy, rồi lá nón cầm hết. Nói chung thuộc của địa bàn của vườn đấy là từ cái mọc ranh giới có ranh giới hết. Phát hiện ra mà thấy mà trong ba lô mà thấy dây bẫy hay là cả thứ là bắt làm biên bản phạt luôn. Đi càng xa địa bàn để mở rộng địa bàn ra để mới đơn phải gửi đấy, gửi hết anh em gửi hết chỗ bẫy này. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp giáp với 147 thôn bản thuộc 13 xã, thị trấn. Với diện tích rừng đặc dụng lên tới 123.300 ha và hơn 3.000 ha rừng phòng hộ. Mỗi cán bộ kiểm lâm của vườn phải bảo vệ khoảng 940 ha rừng. Đó là con số quá lớn so với sức của một người. Nhưng với sự tham gia của hơn 200 thành viên tổ bảo vệ rừng thôn bản, những áp lực và khó khăn để giữ rừng đã phần nào được san sẻ. Địa hình thì chủ yếu là đóng trên núi Đá Vôi, rất là phức tạp. Đường núi thì hiểm trở, khu vực lên núi thì rất là ít khe suối. Chúng tôi đi rừng cần tiếp cận những điểm nước trong ngày là rất là xa. Đi từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều gặp những điểm nước để nghỉ lại và nấu cơm ăn uống để ngày khác thực hiện tiếp chuyến tuần tra. Dẫu vậy, chuyến tuần tra như thế này được thực hiện suốt cả năm, cả mùa nắng lẫn mùa mưa. Cứ định kỳ mỗi tháng có 2 chuyến tuần tra dài ngày và 35 chuyến ngắn ngày. Mỗi chuyến tuần tra có 4 cán bộ kiểm lâm và 2 thành viên tổ bảo vệ rừng thôn bản. Tuần tra trong ngày thì chúng tôi thì tuần tra trong phạm vi khoảng 5-6 km so với đường chim bay trở lại. Còn cái chuyến tuần tra dài ngày thì đến 15-20 km. Có chuyến đến gần cả 30 km đường rừng. Tuần tra thì có thể là chuyến dài ngày là 6 ngày, còn chuyến ngắn ngày thì có thể là 1 ngày. Trời nắng thì nó nắng quá thì nó đi thì phải mệt. Thứ hai này là mùa mưa lũ thì nó rất là khó khăn. Tuy đang thức ăn nó khan hiếm, biến là khổ, nhưng nó thoải mái, nó cảm thấy mát mẻ, nó tự do. Đi chục ngày hay là nửa tháng, có khi là gặp cái vùng nào đó tắm, được tắm, tắm có khi 3-4 ngày không tắm. Nhưng mà còn gầy cũng không sao. Cảm thấy là đi rừng nó cảm thấy hay. Thấy nó nhiều cái sinh cảnh nó đẹp lắm. Nó thoải mái.
sự thoải mái, tự do này là điều ông Hoàn không có được trong những chuyến vào rừng chở mun hàng chục năm trước. Và đó cũng chính là lý do khiến ông cùng nhiều thành viên trong tổ gắn bó với những chuyến tuần tra như thế này. Dù mỗi tháng mức phụ cấp cho mỗi người chỉ là 1 triệu đồng. Các bác ở các thôn, bản, tuy cái đoàn là phụ cấp rất là ít, nhưng mà có với tinh thần trách nhiệm là đến cái người dân đến là địa bàn của di sản của thiên nhiên Phong Nha Kẻ Bàng. Nói chung là cái di sản thì của Quảng Bình nói riêng, cho nên là các bác rất là nhiệt tình trong cái công việc là giúp đỡ và đưa thông tin, rồi là đi tuần tra cùng anh em của trạm, cũng nhờ đến phương diện đó cho nên là chúng tôi làm được nhiều việc hơn nữa. Họ tham gia rất là vô tư, và họ cung cấp những cái thông tin, rồi thì họ cùng với anh em kiểm lâm để tuần rừng, không cần công cản. 147 thôn bản của 13 xã vùng đệm thì chúng tôi duy trì được 24 cái tổ bảo vệ rừng thôn bản ở những cái vùng trọng điểm trong thôn. Mà nhân dân họ tham gia vào cái công tác phòng ngừa rồi công tác bảo vệ thì rất là tốt, vì họ biết hết, họ sống ở trong cuộc và họ biết từ nhận thức rồi từ cái giá trị của di sản này, họ quay lại họ tham gia cùng với kiểm lâm, chúng tôi cũng rất là biết ơn họ. Không thể thiếu nhân dân, nhân dân là tai mắt, nhân dân là lực lượng. Khó khăn nhiều hơn cái thuận lợi, cho nên người dân như chúng tôi được kết hợp với trạm thì mình phải hết sức cố gắng. Còn cái việc tuần tra đó là cái trách nhiệm chung, bảo vệ cái di sản chung, như vậy là trong đó có của dân. Khi mỗi người dân đều coi việc bảo vệ rừng, bảo vệ di sản là trách nhiệm và cũng là lợi ích của mình, nhiều đổi thay đã đến trên mảnh đất này. Ngay từ đầu khi mà thành lập, nếu mà chúng ta coi đó là 100%, thì bây giờ nó giảm xuống chỉ còn 0,1%. Về số vụ và mức độ, nó giảm số, nó giảm ổn định, và đây là một điều đáng mừng. Bữa đấy cũng mới đi một tuần mới về đó, anh ấy vẫn nói bà đi dâu khí chứ đi mà chị mà xa mà treo, bởi vì đi là phải leo thì dọc đấy nè, là bữa đi hai cái quỷ này là nó đau nhé, uống thuộc này đấy. Đám bế của anh mà anh ấy ứng thì anh ấy cùng ứng đi này đi, thì anh cùng cứ đi đó, ủng hộ. Phải ủng hộ trong đi nhé. Cái tư duy và cái nhận thức là phải một quá trình. Và 20 năm, di sản vườn quốc gia cũng là một cái chặng đường ghi nhận cái nhận thức và tư duy của bà con từ thấp đến cao. Và cho đến bây giờ thì bà con họ nhận thức được là cái di sản này là cái giá trị, nó không có gì so sánh với cái giá trị này được. Nó không những là đưa lại cái lợi ích cụ thể trước mắt cho bà con, mà họ còn nghĩ đến cái chuyện giá trị tương lai mai sau nữa cho con cái, cháu chắt của họ. Thì đây là một trong những cái mà có thật ở Phong Nha Kẻ Bàng. Thực tình mà nói vào rừng á, thì mình biết là rừng đẹp như thế nào, tự nhiên như thế nào, và cái sinh cảnh nó rất là tuyệt vời. Đôi lúc gặp những bầy vọc hay là gặp một con linh dương đang còn chạy ấy, thì mình cảm thấy đúng rồi, là rừng nguyên sinh. Có khi là cả 4-5 anh em, cả trạm, cả dân thì đứng ngắm một cây cổ thụ tất cao chẳng hạn, xem cây này đúng là từ mấy thế kỷ thì mới có cái này, thì anh em cũng vui. Cái đó là một cái mà thực chất mà nó rất cụ thể và rõ ràng, bởi vì là dân mình thì có thôn bản, thị trấn, thành phố, thị xã, nhưng mà ở rừng thì nói chung cái loài linh trưởng, những cây cổ thụ cao này, mà cả cái loài bọ sát chẳng hạn ấy, nó không có thành phố của nó. Nếu con người mà không tác động đến thì rõ ràng nó đang còn nguyên sinh và nó không có sự mất mát. Con người sống phải có cái thiên nhiên.